đây là từ nó bị đổ nè. Lý do từ bị đổ thì một lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy nguyên nhân của nó, tại sao lại từ nó lại đổ tới đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho đây từ đây. Do đó nếu mà chúng ta không phát hiện sớm thì cái từ này nó sẽ gây thất thoát từ và nó sẽ bị thiếu từ ha. Do đó là khi gặp những trường hợp như ví dụ như là trên cái tờ giấy phô á, mình cảm thấy cái tờ giấy nó xanh, nó nhám nhám thì từ á, các anh chị cầm vào nó sẽ nhám nhám như thế này à, nó nhám thì chúng ta sẽ dừng máy và chúng ta sẽ khắc phục ngay. Đây, xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn vừa rồi mới xem cái đoạn đầu của video, tức là cái từ nó bị đổ ở trên cái room ha, tức là giữa phần tiếp xúc giữa cái room với lại cái bộ phận từ, thì nó đó nó có cái máng, thì khi mà đổ xuống thì nó sẽ hứng ở đó. Đối với mà khi từ đổ nhiều quá thì các anh chị đã thấy rồi đó, tức là nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ cái room nó quay á, nó sẽ bám trên cái room luôn, và đối với nặng nữa thì nó sẽ gây ra hư room, xước room, tại là từ nó một dạng bột mịn nhưng mà nó rất là cứng, nó cứng. Thì nếu mà từ đổ nhiều quá thì nó có thể là nó rớt trên giấy và nó lăn qua bên lưu đồ sấy, và nó đi qua ở mức một cái nhiệt độ lớn, thì nếu mà số lượng nhiều nó sẽ nó làm cho từ kết dính lại thành thành cục. Thì cái nguyên nhân của nó là do là trong quá trình mà chạy là cái rum nó tiếp xúc với cái siêu từ thì nó bị cào cái siêu từ, nó bật cào cái miếng này nè, nó cào miếng này. Thì đa số là cái trường hợp này thì khi tất cả các anh chị và các bạn khi mà các anh chị dán mà nó không kỹ thì nó sẽ gây ra hiện tượng cào. Thứ nhất là khi trong quá trình dán thì chúng ta phải dán sao cho nó đều keo. Thứ hai nữa là dán phải cho thẳng, phải cho nó xích hết cái mép keo luôn, nếu không thôi là mép keo nó trong quá trình chạy nóng mép keo nó sẽ hở ra, và bắt đầu từ đó là cái đầu cụm rum nó sẽ cạ vào trong cái miếng siêu tự này nè, và bắt đầu là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bong cái siêu tự ra. Và khi mà đồng nghĩa bong cái siêu tự ra thì cái rum nó sẽ cái tự nó sẽ cào ra nhiều hơn. Do đó là khi mà dán siêu tự thì các anh chị nên chú ý là phải dán cho nó kỹ. Cái này trong quá trình làm mình dán nó hơi vội, tại vì cái này biết là trong quá trình vừa rồi là làm việc rất là nhiều, vừa đại hội vừa làm đề thi đề rồi cho tất cả các trường, nên làm gấp rút ở trường, nên là mình đã chuẩn bị tới hai hộp từ. Thì khi có cái hộp từ này, tại vì trên cái mình lại đây sử dụng hai dòng máy, là ba dòng máy, hầu như là nó sử dụng chung với nhau hết. Ví dụ như là mình đang có máy 2025 sao pin 1025 và cái máy đang đắp bền kia đó là cái máy sao pin 1025. Nói chung cái máy này cũng đã 90 năm rồi, với lại cái máy 2005 thì cũng rất là lâu rồi. Tại cái máy này nó bị ánh đèn, nó bị cái thanh đèn á, đợt trước nó bị thanh đèn nó bị xước, mà nó gửi cho anh Hiếu, là anh Hiếu đang làm cái thanh đèn cho mình. Tuy nhiên là cái máy này nó cũng lâu quá rồi, thì mình cũng đang phân vân là không biết là nên là có khắc phục sửa nó không, hay là phải là để nó vào kho, để nó vào kho để mình thay thế các là linh kiện, nếu những linh kiện nào của máy 2000 hoặc máy Savin nó bị hư thì mình có thể mình lấy qua mình đổi qua. Thì mình khi mà đối với chạy nhiều thì mình luôn luôn mình phải dự phòng, mình lưu dự phòng ví dụ như là phải hai hộp từ. Thì mình có điều kiện là nói chung là ba máy một cái máy khi nó ở không, thì trong quá trình làm thì mình dư ra một hộp từ, nên do đó là khi trong quá trình làm thì mình luôn luôn chuẩn bị một cái hộp từ này. Thì hôm nay ở cái này nó bị rách nè, nên hôm nay là mình sẽ chỉ cho tất cả các anh chị và các bạn ha cái cách dán siêu từ. Và bên đây hôm nay mình sẽ dán cho nó kỹ lại một chút cho các anh chị nào mà vừa mới, các bạn nào mới vừa mới mà hồi đó giờ chưa biết dán siêu từ như thế nào thì chúng ta cũng có thể theo dõi được. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước tiên các anh chị tháo siêu từ ra. Trên cái siêu từ này nó có hai con ốc rồi, các anh chị nhìn vào trên nó sẽ bám vào trên cái khung cái cụm từ, thì chúng ta tháo hai con ốc ra rồi sau đó chúng ta tách cái phần siêu từ ra. Thì đây gọi là siêu từ ha. Thì siêu từ thì ở đây nè, thì siêu từ này nó sẽ có là chúng ta sẽ gỡ cái phần hư ra. Đây là phần hư. Đây là phần hư ha, đây là phần hư ra. Thì trong quá trình gỡ ra đó thì mình các anh chị nên gỡ sạch keo nha. Tại vì cái này lúc trước mình không làm vội quá, mình không có gỡ hết keo ra, nên bây giờ chốc á mình mới để ý là ngay chỗ cái phần keo mà mình không có gỡ ra, tức là cái keo nó đã chết rồi. Và sau khi mình lắp lên một cái lớp keo nữa thì nó giống như cái dạng là
nó không có bám chắc được, nên do đó là cái miếng trắng của mình đó, nó bị rớt ra. Do đó mình có thể mình sử dụng một cái vật gì đó mình làm sao cho nó sạch hết cái keo ra. À, thì đây mình sẽ để lấy cồn mình lau, mình cạo cái lớp nhựa này ra, xong bắt đầu mình lấy cồn mình lau nha. Các anh chị sử dụng cái khăn ướt để các anh chị lau cái phần mực bám ở trong cái siêu từ hết đi, để mình làm cho nó sạch sẽ thôi. Đây này, trong cái phần này là cái phần 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 keo nhiều là do lúc trước mình làm không cạy hết keo kia ra, do đó mình dán một cái lớp keo cũ lên keo mới lên keo cũ, do đó là nó không có bám chắc được. Khi mà cái chạy quá trình nóng nó sẽ hở ra và rum nó cào luôn. À, nên có nhiều tình trạng á, là rum hư là do từ rớt nhiều quá hoặc là cào cái phần này. Các bạn dán không kỹ các bạn cào vào. Và đặc biệt tệ hại hơn là khi mà các anh chị mới vừa thay rum mà nó bị phần này thì rum rất là dễ bị mòn. Đôi khi á, từ thì đổ nó có rất nhiều nguyên nhân ha, nó có thể là do mép từ. Cái mép từ này nè, nó đổ hai mép này. Nếu các anh chị dán không kỹ nó đổ mép từ, hai là từ nó bị đổ khi mà cái trong cái hộp từ nó mấy cái miếng xốp nó bị bung ra mà các anh chị không dán nó sẽ đổ. Thì đối với mà ảnh hưởng tới rum nhiều nhất là do đổ ở phần trước nè, khi mà từ leo nhiều quá nó đổ ra mà chúng ta không xử lý thì lâu ngày từ nó sẽ bám, nó đổ hết ra rum và rồi đầu rum nó cà, à, nó quay nó cà sẽ làm gây mòn rum và xước rum và nó sẽ gây hiện tượng hư rum. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó là do các anh chị khi mà chỉnh từ, các anh chị chỉnh quá dày nên khi mà từ bỏ vô chạy là sẽ bị leo từ một cách đột ngột, nên do đó là nó sẽ bị hư rum. Cái thứ hai nó sẽ bị ảnh hưởng rất rum, nếu mà ở mức độ nhẹ thì chúng ta có thể rum thì nó không vấn đề gì, như ở mức mức độ nặng ấy, khi mà cà liên tục nhẹ thì rum nó sẽ bị hư hoặc là bị mòn. Còn đối với những số là khi mà đổ từ ở mép này nè thì đa số ở từ đổ từ lại mép nhiều hơn, thì lâu 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 từ đổ nhiều ở mép mà chúng ta không để ý ấy, thì cái góc ở cái phần rum đó nó sẽ bị mòn ngay, nó sẽ bị ngòm may và khi mà chụp ra nó sẽ có một cái lằn màu đen ha, là màu đen nhưng mà nó không cố định, nó chạy lên chạy xuống. Thì đó là mình biết là cái rum nó bị mòn rồi, dù có thay cái gạt cỡ nào thì nó cũng bị mòn cái phần đó thôi. À, nếu mà trong tình trạng đó mà nếu mà chạy ở mức độ mà những tài liệu nó không quan trọng lắm thì chúng ta có thể chạy được, nhưng đối với những cái tài liệu mà nó quan trọng thì chúng ta không thể chạy được, bắt buộc chúng ta phải thay rum. Còn đối với cái phần này là nếu các anh chị dán không kỹ như mình đó ha, mình vội quá mình dán không kỹ thì nó sẽ bị gây thiệt hại ngay. Bây giờ mình làm sao mình phải khắc phục được cái phần keo này hết đó, ha. Bây giờ mình sẽ khắc phục phần keo nha. Các bạn phải chà cho nó sạch hết nha, nó không còn một chút keo nào luôn á, nó dính vô đây á. Phải chà thật sạch cái keo cũ rồi sau đó chúng ta sẽ lau khô hết, tại vì trong quá trình cồn hoặc nước đó, nó sẽ làm hạn chế cái bám keo, do đó là chúng ta sẽ làm phải cho nó thật là sạch sẽ. Rồi sau khi mà chúng ta
vệ sinh xong cái phần lớp keo ở trên cái phần của cái siêu từ này ha, thì chúng ta đây là hay mình hay gọi là cái lá mí, là lá lúa vậy đó, lá mí ở trong để dán cái phần hứng mực ở trong cái khung rum á. Thì mình chỉ nói nó có hai loại, một loại là bế lớn và một loại bế bế nhỏ. Thì đa số thì ở Rico thì hay sử dụng bế nhỏ hơn, cái loại mà miếng nhỏ. Này, đây là gọi là cái lá mí này. Thì gọi là đây là cái lá mí ha. Thì ở trong phần lá mí này nó có luôn là một cái miếng keo, nó đã làm sẵn cho mình rồi ha, là có một con cái miếng keo thế này. Thì cái miếng keo này các anh chị là các bạn vừa để lên nè, thì các anh chị bây giờ đo thử nha. Thì chúng ta để vô trong phần này ha, tức là nó sẽ dán lên cái phần miếng trên này đây nè, ở trên cái siêu từ thì chúng nó sẽ dán trong cái phần này nha, trên phần này nè, nó dán trong phần này, còn phần dưới này chúng ta không có dán đâu. Chúng ta sẽ đẩy một cái băng keo nó dán đây, thì chúng ta sẽ đo cái phần keo này nè, là từ mép này sang mép này. Thông thường là khi mà nó đã làm sẵn rồi thì khi chúng ta dán qua một đường này thì nó sẽ bằng luôn ha, nó sẽ bằng luôn. Thì do đó bắt đầu chúng ta sẽ dán. Như các anh chị sẽ chú ý nè, trong quá trình lột cái keo ra thì cái keo nó có những cái lớp tua trên này, cái lớp gọi là cái lớp keo dư. Thì cái lớp keo dư này thì các anh chị làm sao phải để cho nó lọt xuống ở phía dưới cái phần phía dưới này, để chập nửa chi, để chập nửa khi mà mình dán cái miếng này nè, cái miếng trắng này lại vào, thì cái miếng trắng này nó sẽ nằm che lại cái lớp 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 keo này, để tránh tình trạng là khi mà cái lớp keo này các anh chị dán lên trên á thì nó còn sửa ở trên nè, mà lỡ vô tình là trong quá trình chạy nó hở ra một xíu thôi, tức là nó nóng nó hở ra một xíu thôi là nó sẽ bị rum, nó bị tràn ngay nha. Và đó sẽ là dán và chúng ta sẽ được ốp xuống. Rồi bây giờ mình dán nha. Cái phần dư các anh chị cắt bỏ đây, thì các anh chị khi mà dán các anh chị chưa lột thì dán thế này nè. Đây cái siêu từ nó thường dày đúng không, đó mình dán cạnh này nè. Đó, các anh chị thấy chưa, dán vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ lột cái lớp keo này, chúng ta sẽ miết sao cho nó bám chắc vào trong cái bộ phận siêu rồi nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lột cái lớp keo này ra. Ta gỡ ra luôn thì nó có một lớp keo rồi, chúng ta để lớp keo xuống và sau đó chúng ta sẽ để cái phần miếng này, cái miếng hứng này chúng ta để vào ha. Thì đa số là cái miếng hứng này nó cũng bằng với lại lớp keo, nó cũng bằng ngang luôn, do đó là khi mà bây giờ chúng ta sẽ lột ra ha, và chúng ta sẽ đưa về, chúng ta sẽ dán vô nè. Bây giờ chúng ta đã dày ha, thì chúng ta dán làm sao cái mặt cong á, sao cho nó cong theo cái chiều cong xuống. Rồi bây giờ mình để vô mình dán, thì cái miếng dán này nó sẽ để ngang bằng với lại cái miếng mép của hộp, cái miếng mép của băng keo ha, của phần siêu từ đó. Rồi chúng ta sẽ miết nó, chúng ta sẽ miết nha.
Này, chúng ta sẽ miết như vậy. Ở đó chúng ta sẽ lột cái lớp giấy ra. Thì các chị sẽ thấy đây là cái lớp siêu nè, siêu từ nè ha. Tức là cái phần mép này, cái phần mép này nè, nó sẽ bằng với cái phần đen này. Và cái lớp của cái keo á, các anh chị để nằm lúc trong đây nè. Nên khi anh chị thấy những cái lớp còn thừa nó sẽ hiện lên đó. Còn đối với phần này, đối với phần trên này thì nó đã sát rồi, cho nó sát này này ha. Nó vừa khít cái này luôn thì nó sẽ bám chặt luôn, nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Cho đó sau đó chúng ta sẽ miết ha, chúng ta sẽ miết sao cho nó bám sát chắc vào trong cái siêu từ này. Rồi như vậy đó là cái cách để mình dán cái siêu từ nó bị rách, để tránh cái tình trạng nó bị cào trong quá trình dán ha. Thì đó là cái cách của mình hay dán ở đây. Thì nếu mà các bạn và các anh chị nào mà có những cái cách dán nó hay hơn thì các anh chị và các bạn cứ để lại dưới phần bình luận, cho các bạn nào mà đã xem video này thì họ thấy được và họ cũng có thể là họ tham khảo ý kiến đó và để họ thực hiện là tốt hơn. Mục đích của video là muốn chia sẻ để cùng nhau học hỏi và để cùng nhau làm được. Thì hy vọng ở video này nó sẽ có ích cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video nó thật sự có hữu ích thì các anh chị hãy bấm like và share để cho mọi người cùng biết video và cùng theo dõi video này. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh được càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thật là may mắn và đắt khách. Bye bye.